50 năm kinh nghiệm, 450 trung tâm tại 30 quốc gia, trên 3 triệu học viên tự tin nói tiếng Anh. Đây là những thành tích ấn tượng World Street English đạt được trên hành trình phát triển để xứng đáng nhận được giải thưởng danh giá. Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022. Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam 2022. Huy chương vàng dịch vụ chất lượng vì người tiêu dùng 2022. World Street English đã giúp hàng triệu người nói tiếng Anh tự tin, từ đó chinh phục những mục tiêu công việc, cuộc sống như thế nào. 1. Cách học ngôn ngữ tự nhiên, mô phỏng theo cách một đứa trẻ học ngôn ngữ đầu đời, với quy trình nghe, nói, đọc, viết. 2. Giáo trình điện tử được sản xuất bởi Pearson, tập đoàn giáo dục quốc tế hàng đầu, với những thước phim mô phỏng các tình huống giao tiếp đời thực. 3. Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất với hệ thống nhận diện giọng nói ASR. Người học nói tiếng Anh chuẩn bản xứ thông qua những phản hồi về khả năng phát âm, từ đó so sánh với giọng người bản xứ và cải thiện. 4. Đội ngũ giáo viên bản xứ có quốc tịch Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, có chứng chỉ dạy quốc tế TESOL hoặc CETA, đảm bảo khả năng truyền đạt kiến thức cho học viên chính xác và dễ hiểu. 5. Môi trường hoàn toàn tiếng Anh để học viên có nhiều cơ hội phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh, đặc biệt với hình thức học linh hoạt online tại trung tâm hoặc kết hợp tối ưu cả hai. Giờ đây, học viên trên toàn thế giới đều có thể tiếp cận với phương pháp độc đáo của chúng tôi. Nhờ dịch vụ chất lượng, World Street English được nhiều học viên đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp tin chọn. Đồng thời, chúng tôi đang là đối tác cung cấp khóa học tiếng Anh của nhiều doanh nghiệp. Cảm ơn tất cả học viên và đối tác đã trao gửi niềm tin và cùng World Street English xây dựng những giá trị tốt đẹp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mang tới trải nghiệm học tiếng Anh tốt nhất, giúp bạn chinh phục mục tiêu tự tin nói tiếng Anh.